chào quý cô chú anh chị, các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại chùa Sóc Dồ của phường 7, thành phố Sóc Trăng, chia sẻ hình ảnh các vận động viên đang luyện tập đua ghe ngò như thế nào. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Mình đang có mặt tại chùa Sóc Dồ, phường 7 của thành phố Sóc Trăng, đang chia sẻ hình ảnh các vận động viên đang luyện tập ngày hôm nay quý cô chú anh chị để tập kéo tạ trên hồ như thế nào. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Đây là hình ảnh chỗ cái dàn tập tạ của chùa Sóc Dồ, các vận động viên đang ở tư thế mới tập hết một và hiệp nữa quý vị. Bây giờ cái đang nghỉ ngơi, bây giờ đang có mặt tại đây để chia sẻ cho quý vị xem. Bây giờ mình sẽ đi vào xem các vận động viên đang luyện tập như thế nào quý vị. Đây là một khi người ta luyện tập thì người ta sẽ đó thôi. Các vận động viên đang luyện tập. Mình sẽ đi dạo một vòng ở khu vực này để chia sẻ cho quý vị chị xem các vận động viên đang ở tư thế luyện tập và tạ nha. Đây là cái đội người, đây là người để mà chỉ đạo trong cái tập của chương trình. Đây là các vận động viên của chùa Sóc Dồ phường 7 nha quý vị chị. Thấy mặt đẹp trai hơn. Đây mình sẽ đi vào một vòng để cho quý chú chị thấy là các vận động viên của chùa phường 7 như thế nào nha. Đang trong nước miền Tây, trong nước miền Tây. Đây thấy rõ chút xíu à. Đây đây là toàn mình sẽ chia sẻ về hình ảnh cả hai vận động viên ngày hôm nay hết cho quý vị xem. Đây. Mình sẽ đi dọc một vòng hết cho quý vị thấy vận động viên của Hà Thu. Vô nào vậy? Đây đang điểm danh đúng không? Bây giờ mình sẽ đi dạo bên giờ trong lúc thời gian đang Tạ Minh Khải. Lý Chân Tha. Điền Linh Đa. Đây là cái dàn tạ nha quý chị. Bây giờ là ở một tập tới một hiệp rồi đó. Thank you.
ăn lên. Thương chuyện quá trời luôn. Ở nhà tâm đi các bạn. Xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hỗ trợ ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào.